Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Ngân Miền Quê. Hôm nay Ngân sẽ chia sẻ với các bạn món chân gà sốt chua ngọt. Đầu tiên thì mình mua chân gà về, mình rửa cho thật sạch thì mình luộc qua nước sôi. Sau khi mình luộc vừa chín thì mình vớt ra gỗ để cho ráo nước nha các bạn. Ta nói cái món này ăn là nhức nách luôn nha các bạn. Nhất là mấy ông nhậu rất là mê cái món này. Sau khi mình chờ cho nước nó ráo á, thì mình đi chế biến nước sốt nha các bạn. Và bây giờ Ngân xin mời các bạn xem Ngân chế biến và thưởng thức. Ngân chúc các bạn thực hiện món này thành công. Nếu các bạn xem video Ngân thấy hay thì hãy cho Ngân một like và một đăng ký để Ngân có tinh thần làm những món ăn Việt Nam dân dã tiếp theo nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã xem video của Ngân. Thank you.